Nghe thì dễ đúng không? Ai cũng biết là Bitcoin nó sẽ tăng lên khoảng 100.000-200.000 đô, thằng nào cũng biết như thế đúng không? Nhưng mà cái số người mà kiên trì được với thị trường ấy, mà để yên nó không làm gì được đến cái đống tiền đấy mà để nó tăng lên ấy, hiếm lắm, không bao giờ quá 5%. Còn nếu mà xét nét ra thì chắc là được 3%, nó đúng cái số lượng người giàu với người siêu giàu cộng lại trên trên mọi mọi thị trường, trên mọi đất nước, trên cả thế giới thôi. Mày cứ hiểu là như thế, tức là bản chất ấy, con người ai người ta cũng có thể thành công được, nhưng mà người ta không không đủ kiên trì, và người ta lúc nào cũng cũng cảm thấy nó hoang mang lo sợ, rồi người ta sợ thị trường sập về không, rồi người ta sợ cái nọ sợ cái kia ấy. Người ta giống nhau, hành động giống nhau, kiểu ai người ta cũng biết cái quy trình để yêu gái sinh đúng không, ai người ta rồi người ta cũng vỡ ra hết đúng không, tại sao không phải ai người ta cũng yêu được gái sinh đúng không, thì với đồng tiền cũng thế thôi. Tao với mày là thuộc cái nhóm, ngay từ hồi còn bé tí tao đã hiểu tao là thuộc cái nhóm 1% những người thông minh nhất rồi, 1 đến 5% những người thông minh nhất rồi. Vấn đề nó chỉ là thời gian để mà mình có tất cả những thứ mình muốn thôi. Bởi vì từ bé tao luôn đưa ra câu hỏi tại sao, tao luôn tìm được bản chất của mọi thứ, chứ tao không giống như mọi người. Ví dụ tao hồi bé tao cứ thấy ông già tao với bà già tao đánh nhau, tao cứ băn khoăn là tại sao lại phải để cái cuộc sống như thế. Bởi vì là tại sao họ không hiểu được cái bản chất của bất cứ một cái trò chơi xung quanh họ là một cái con cừu bị thế giới này nó đít bao nhiêu lần cũng được. Vì thế giới này nó vặt lông, nó đạp sang trái đạp sang phải, người ta không bao giờ người ta tìm hiểu bản chất của sự thật. Đấy, cho nên giống như tao bảo ai người ta cũng biết cách làm nào để giàu có đúng không? Mua mảnh đất để thật nhiều năm, hoặc là mua vàng, mua ngoại tệ, hoặc là mua gì đó để nhiều năm, coin để nhiều năm đúng không? Nhưng mà không ai kiên trì được với nó cả. Ông cứ ra 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 vào vào, các ông ra xem giá, các ông sợ, rồi các ông lại mua bán, các ông đòn bẩy, các ông future, các ông địt mẹ mày long, các ông short, các ông trader, các ông tối ưu, ông tìm cách tối ưu khoản đầu tư của mình, ông bán cho nó đập chỗ kia, bán cho nó giả chỗ kia, cuối cùng là chẳng còn cái gì cả. Đấy, ông thua, thua là thua ở cái mindset, thua là thua ở cái việc là biết được thắng như thế nào mà không chịu thắng, đúng không? Giống kiểu là biết gái sinh nó tư duy như nào, nhưng mà ông địt mẹ mày ông cứ bám đuôi nữa, ông địt mẹ gọi điện thật nhiều là ông hỏng, bản chất là như thế. Đấy, cho nên là chỉ là vấn đề thời gian, chứ khi tao mày có mọi thứ mình muốn thôi, vì mình từ bé mình phát hiện ra là mình thông minh hơn đám đông.